Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Tuy nhiên hiện nay rác thải tràn ngập khắp nơi không được thu gom, gây ô nhiễm môi trường đang là thực trạng đáng báo động ở địa phương này. Nằm ngay ven đường tỉnh 306, chạy qua địa bàn xã Duy Phiên là bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng cấm thì cứ cấm, rác cứ thản nhiên chồng đống lên nhau. Ngay cạnh đó là một con mương ngập trong rác thải, xú uế cùng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cũng chính ô nhiễm từ bãi rác thải đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân có ruộng tại khu vực này. Rác thải ở đây tất cả là 4-5 thôn cứ đổ tập trung ở con đường này, mà tôi cấy lúa ở dưới này á, coi là lợn gà này các thứ coi là thối hoang lên, bây giờ ngày nào lên đây cũng phải bịt khăn bịt rước mới làm được cái ruộng lúa này. Từ trước bây giờ là cứ vẫn phải khổ, phải ngồi lúc người ta đốt ở đây khói lắm, khói cả xuống ruộng lúa tôi không thở được. Tôi bảo bây giờ đề nghị các ông bây giờ đừng có đốt nữa, mà bê đi đâu, đi ngay thì bê chứ không ở đây, vừa ngửi vừa đốt khói om lên này, vừa mùi thối không thể chịu nổi cả. Cách đó không xa, tại khu vực trung tâm xã, rác thải cũng tràn ngập lâu ngày không được thu dọn, bủa về cổng chợ Duy Phiên. Lý giải về thực trạng nhếch nhác rác thải tràn lan trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Duy Phiên cho biết, do các tổ thu gom vệ sinh môi trường lực lượng ít, đồng thời ý thức của người dân chưa cao trong công tác vệ sinh môi trường đã làm ảnh hưởng đến diện mạo nông thôn mới của xã. Nông thôn nó giáp ranh là họ tranh thổ, họ sang họ đổ trộm vào cái bãi rác của Duy Phiên, mà họ đổ trộm thì thường lại không đưa hẳn vào trong bãi rác rác thải, họ đổ ngay ngoài cổng đấy, toàn là sáng sớm với chiều tối rồi đấy, nên là anh em cũng có cái ý kiến với cái địa phương lân cận chỉ đạo, nhưng mà cái ý thức thì có thể khẳng định là một số người dân trên địa bàn cũng có, rồi thì bản thân người đi thu gom rác thải trên địa bàn cũng có cái hiện tượng vậy. Thế rồi thì các cái tổ thu gom của xã lân cận họ cũng thực hiện, cũng làm việc như vậy. Anh em tôi cũng đã có xác định là giao cho công an, giao cho thị trường. Đấy, phải thỉnh thoảng đi kiểm tra lúc sáng sớm chiều tối để xem là những hiện tượng như vậy thì bắt còn xử lý. Thế không thì chúng tôi xây thì bãi tập kết rồi nhưng họ cứ đổ ngay ra ngoài cổng, rất là khó khăn. Thu gom và xử lý rác thải là một nội dung quan trọng trong tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới. Xã Duy Phiên cần sớm có biện pháp thu gom xử lý rác thải theo đúng quy định. Có như vậy mới đảm bảo sự bền vững của tiêu chí nông thôn mới.